Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với channel YouTube của mình ha. Và bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho mọi người một loại bài cũng khá là đặc biệt. Thì mình theo như mình biết là tất cả mọi người luôn trông chờ mình để hướng dẫn cái bài binh Ấn Độ, binh sáu lá mọi người ha. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho tất cả mọi người loại bài đó ha. Thì cái loại bài đó thì lấy tặng 6 quân bài nên nó rất là khó chơi. Thì thật sự là mình cũng lúc này mình cũng ít ra video là vì nó qua cái dịp Tết rồi, anh em cũng ít xem clip bài nên là mình sẽ ra cái thời hạn dài ra để chia video từ từ thôi, để dành lại những cái video hay để mà cuối năm mình sẽ đăng cho tất cả mọi người xem ha. Thì mong mọi người luôn bên mình và ủng hộ mình bằng cách là like video hoặc là comment nhận xét những cái gì đó về video cho nó có tương tác mọi người ha. Và bây giờ mình sẽ đi đến hướng dẫn đến bài binh Ấn Độ nha, bắt đầu thôi. Và bây giờ mình sẽ bắt đầu mọi người ha. Thì hiện tại mình là dẫn bộ bài hoàn toàn bình thường ha mọi người ha. Thì qua bây giờ mình sẽ bắt đầu hướng dẫn cho tất cả mọi người một loại bài khó nhất, đó là bài binh Ấn Độ. Thì thật ra binh Ấn Độ nó khó như thế nào? Tại vì nó lấy hẳn tới 6 quân bài thì nó sẽ khó ha. Mấy cái kia thì nó lấy chỉ ít thôi, còn binh Ấn Độ thì nó lấy tới 6 quân bài. Thì ném về mà chia hạ, chia chiền hay là gì đó thì nó dễ rồi, nó sẽ để một chỗ và lấy thôi. Còn nói về công thức á, thì mọi người phải hiểu được một điều là muốn làm được cái công thức mà 6 lá thì nó rất là khó. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho tất cả mọi người bài binh Ấn Độ lấy được 6 con như ý của mình ha. Và bây giờ mình sẽ hướng dẫn 4 tụ, 5 tụ và 6 tụ ha. Thì ai thấy video mình hay thì hãy để cho một like và hãy nhận xét những cái gì thắc mắc hoặc là trong video mọi người chưa hiểu được, ở dưới phần bình luận mình sẽ trả lời cho tất cả mọi người ha. Đó, thì nói chung là như vậy, nó rất là đơn giản thôi. Bây giờ mình sẽ thử xào lên cho tất cả mọi người xem ha. Nhầm người á, là người ta nghĩ là xào bài lẹ là sẽ ăn gian, hay là xào bài chậm là sẽ không ăn gian hay gì đó, thì mình thấy nó cũng giống nhau thôi. Đó, thì mọi người thấy mình xào bình thường ha. Thì thật sự lẹ hay chậm gì cũng do mình thôi. Nhầm người xào lẹ thì nó sẽ dở hơn là cái xào chậm mùi ha. Mình sẽ thử phát cái bốn nhà cho mọi người xem nè ha. Đó, mọi người đánh bài binh Ấn Độ mà mọi người thấy được mình có ba tay là mình thấy là hết sợ thua nha mọi người ha. Nhưng mà phan mọi người xem tiếp nè. Đó. Mọi người có bao giờ mà chơi bài binh Ấn Độ mà gặp được cái trường hợp mà 6 quân tay giống nhau gì không? Thật sự là mình có chơi bài đó rồi, nhưng mà chơi rất là nhiều luôn nữa, nhưng mà chưa bao giờ mình gặp cái trường hợp 6 quân tây. Hay có thể là 4 quân 10, 2 quân tây thì mình có thấy rồi. 3 quân 10, 2 quân tây, 1 quân mắt mình cũng có thấy rồi. Nhưng mà 6 quân tây này thì chưa bao giờ mình thấy ha. Ba cào chính thì cái chuyện nó rất là bình thường rồi. Nhưng mà làm như thế nào mà mình lấy được 6 quân bài như vậy thì nó mới là cái vấn đề ha. Riêng về công thức nha mọi người ha, chứ không phải là mọi người chia hạ hoặc chia chiền thì mọi người sẽ lựa được quân bài, thì không nói gì rồi. Còn riêng về công thức mà mọi người lấy được 6 quân thì nó sẽ khó hơn xíu. Bây giờ mình sẽ thử lại cái nữa cho tất cả mọi người xem ha. 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 Thì mọi người thấy được cái vấn đề là ơi, mình xào chậm là như thế nào. Nói chung là cái công thức nó kéo dài vậy nè. Nên đó là mình làm mình phải từ từ. Nhưng mà có những người ta nghĩ là làm chậm người ta sẽ không ăn gian được mình, làm lẹ thì nó mới lặn gian. Nhưng mà theo như mình nghĩ là chậm thì nó rất là hay, mọi người sẽ được chơi, còn lẹ quá nó sẽ đuổi ra nha mọi người ha. Mình sẽ chia thêm một tụ nữa cho tất cả mọi người xem. Bòi đây ha. Thì mới vừa mình rồi mình làm cho tất cả mọi người xem là 4 tụ. Qua bây giờ mình sẽ nâng lên một tụ nữa là 5 tụ đúng không? Thì riêng về cái công thức này thì mình chỉ hướng dẫn cho tất cả mọi người. Ủa? Xin lỗi mọi người, con này là con của mình nè. Mình sẽ gom lại. Tại lo nói chuyện mọi người ha. Cái con này là con phát mình trước mới đúng nè. Ủa đâu rồi? Sao con của mình nó lạc đâu rồi, lo nói chuyện mọi người, phát lộn cái tụ bên đây luôn rồi. Ê, mình đủ rồi.
lo nói chuyện mọi người nên mình bị hơi bị chón nha mọi người ha. Và bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho tất cả mọi người luôn. 4 tụ, 5 tụ và 6 tụ. Thì sao nó cũng đơn giản thôi. Trước tiên mọi người muốn học được cách này thì phải làm được cái cách lấy ba quân trước nha mọi người ha. Đây, bò đồng già ha. Có rất là nhiều người bạn hỏi mình là làm như thế nào mà mình để ba quân nó trên mà mình xào một cái đúng không? Mình xào một cái gì nè. Ha. Ha, mình bỏ lên cái mình chia ra luôn. Đó, kiểu như gì nè, đó. Thì có rất là nhiều người bạn hay thắc mắc ha, mình làm lại cái nữa nè. Ví dụ ba quân ha. Mình sẽ xào nhọe xuống không? Ha, bây giờ mình bỏ lên. Đó, thì thật ra nói cho mọi người nghe những cái đơn giản như vậy là cũng đủ lấy tiền người ta rồi, chứ không phải cần thiết gì mà những cái cao siêu mà ở anh ơi có cái này, cái video này hay không, gửi em video hay ghê em, tôi làm 100 mấy cái video trên YouTube không chịu học, thì cứ nhắn tin cho mình kêu anh ơi có cái video nào hay không gửi em. Ủa là sao, hay tôi đăng lên cho coi hết rồi, đâu có đâu mà gửi. Nên là mấy cái người đó họ nhắn tin cái câu đầu tiên như vậy là mình không bao giờ mình trả lời nha. Thì thật sự anh có video nào hay không gửi em, gửi là gửi sao, mình làm đã mình show cho tất cả mọi người xem hết rồi thì không thể nào mình chừa lại cái đó để làm cái gì hết chứ. Nên là mọi người hỏi cái câu đó thường thường là mình sẽ không trả lời, thầy biết trả lời sao đâu. Nói chung là vậy đó. Bây giờ tiếp tục với cái vấn đề chính đi ha. Mọi người sẽ tập cái kỹ thuật này trước, thì cái kỹ thuật này mình có hướng dẫn cho tất cả mọi người rồi ha. Kỹ thuật này là lấy ba quân bài mà để vị trí trên ha, thì mọi người làm khớp cái đúng không, mọi người xài xuống hai lá chập lên, tiếp tục kẹp cái nữa đúng không, xào ba lá 1 2 3 ha, kẹp cái nữa xào hai lá ha. Đó thì bỏ ra người chơi họ cắt bài ra mọi người ha, cắt bài ra vậy nè, mình sẽ lấy lại được bò đồng già đây. Thì mọi người tập được cái này thì mọi người sẽ gom hai cái đó lại ha. Thí dụ như bình thường là nó sẽ để ở trên thôi. Những cái công thức nào á, mình nói cho mọi người biết, đánh 4 tụ nó đều phải 9 lá bài hết ha. Bây giờ mình sẽ ngửa 9 con này lên cho tất cả mọi người xem. Chủ yếu để mọi người nhớ bò đồng già này nha. 9 con ngửa đó. Thật ra trong quýnh bài lấy 4 tụ lúc nào cũng phải 9 con hết nha mọi người ha. Nè, 1, 2, 3 ha. Kèm là 1, 2 nè ha. Đó. Thì bây giờ mình cắt bài ra cho mọi người xem ha. Ngửa lên nhiều quá, nó khó quá. Không biết là con nào là con đúng ha. Thì trong vòng cái tua 9 tụ đó mình sẽ lấy lại được bò đồng già. Còn những cái lá này là những cái lá bổi là mình không tính nha. Đó. Thì nếu mà mình muốn lấy được 3 cây á là mình phải cần được 12 quân đúng không? Rồi mình mới tiếp tục thêm 3 quân mình cần nữa, mình sẽ làm y như cái công thức vừa rồi nha. Thấy không? Thí dụ như 12 quân này là mình đã lấy được bò đồng già nè ha. Mọi người nhớ cái công thức này của mình ha. Đúng không? Bây giờ mình muốn lấy thêm ba tay này nữa sao? Đúng không? Ba tay này nữa. Thì mọi người phải kết hợp hai cái công thức đó vào lại với nhau. Thì hai công thức đó phải cách cái số lá ngẫu nhiên của người chơi ha. Thí dụ như quýn 4 nhà thì sẽ cách 3 lá. Ok ha. 3 lá này 3 lá ngẫu nhiên nè. Thì mình sẽ để bình thường ha. Mọi người có hiểu quá. Bây giờ thí dụ như ở đây là 4 tụ. Thì 4 tụ này á là một cái lập trình để lấy được mình ba quân này rồi. Mình muốn lấy ba quân này thêm như thế nào, đúng không? Thì mình sẽ để ba quân này nè, mình sẽ nằm lên trước nè, đó đúng không? Thì cái lập trình này á là mình sẽ lấy lại được ba quân này, đúng không? Nè mình thử cho tất cả mọi người xem ha. Đây đúng không? Thì cái bò đồng già mình cần nè ha. Mình lật ngược lên cho tất cả mọi người xem ha. Với ba quân nãy mình cần nè ha. Lật ngược lên. Đây ha mọi người ha. Mọi người xem nè. Ba quân mình cần với 9 lá kia nè, đó không? Là một cái lập trình là chia cho 4 nhà mình sẽ lấy được bò làm già, đúng không? Thì ba con này mình cần nữa thì nó sẽ dùng những cái lá dưới đây thì mình không cần thiết đếm rồi ha. Mình chỉ cần set up 15 tụ, 15 lá ha, đánh cho 4 nhà 15 lá. Không? Bẻ khớp một cái ha, xài xuống 2 lá ha, kẹp 1 2 3, kẹp 1 2 ha. Thì xong cái công thức đầu tiên xong, mọi người sẽ xào xuống 3 lá ngẫu nhiên ha. Rồi, tiếp tục
bắt đầu công thức đầu tiên mà lặp lại lần thứ hai mọi người ha. Xào xuống hai lá ha, kẹp 1 2 3, kẹp 1 2 ha. Đó. Thì bỏ bài ra, cắt bài ra đúng không? Cắt bài ra thì mình sẽ lấy được 6 quân bài ở trong đó nha mọi người ha. Đây, mọi người thấy không? Thì mình thấy thì nó cũng hơi khó với một số bạn không hiểu cái cách thức chơi nha mọi người ha. Thì bây giờ nếu mà đánh thêm một tụ thì cũng đơn giản thôi. Mình sẽ thêm 3 lá nữa là 15 lá ha. Mình sẽ hốt lá này bỏ nè. Và 3 lá ngẫu nhiên. 6 lá, 2 cái tụ này là 12 lá nè. Đó. Thì cái cách set up của nó là gì nè, mọi người coi nè. 3 lá ngẫu nhiên với 12 lá ở giữa chính giữa nha mọi người ha. Đơn giản thôi. Bẻ khớp cái. Thì cách 5 nhà này là công thức 4-3. 4-3 mọi người nhớ ha nè. Xuống 2 lá nè ha. Kẹp 1, 2, 3, 4 ha. Kẹp 1, 2, 3 ha. Xuống 4 lá 1, 2, 3, 4 ha. Xuống tiếp tục 2 lá nè. Kẹp 1, 2, 3, 4 ha. Kẹp 1, 2, 3 ha. Đó. Thật sự cái công thức nó dài như là cái sông Sài Gòn như nhau mọi người ha. Nên á là mọi người rất là khó để mà nhớ được. Nên á là mình sẽ chỉ cho mọi người làm được một cái công thức lấy 3 cây, 3 con giống nhau trước, rồi mọi người sẽ kết hợp nhưng đôi đó lên, set up đôi đó lên là nó sẽ lấy được như vậy mọi người ha. À, còn chơi 6 nhà là sao? Thì 6 nhà thì mọi người thí dụ như 6 nhà vậy đi ha. Thì những cái nhà này nè. Thì công thức này là có trong 369 rồi, mình có nói rồi. Ha, 6 nhà. Đây, 6 nhà. Không, bây giờ mọi người cứ nhìn đi ha, ha. À, mình sẽ gom bài như thế nào. Thì mọi người hãy nhớ được một điều là những cái con bài dưới cùng nè là nó sẽ là của mình ha mọi người ha. À, thí dụ mình sẽ gom ở đây một con tay là con đầm đúng không? Đây là con già đi đúng không? Tiếp tục đây là con đầm đi đúng không? Là cái phần này sẽ chia ra mình được 3 tay nha mọi người ha. Tiếp tục mình sẽ gom như thế nào? Nè, thí dụ như là mình gom một con 7 đi. Nè con 7 nè. Bên đây con mắt nó đi. Là mình được 3 tay 8 rồi. Là mình cần con mắt nó sẽ 3 tay 9 đúng không? Mình kéo cái phần này ra. Kéo phần này ra mình gom cái phần này trước. Mình chữa con mắt ở dưới luôn. Đúng không mọi người ha? Đó là gì đó. Thì cái phần này mình chia ra mình sẽ được là cái bài ấy nha mọi người ha, cái bài ấy. Bây giờ thí dụ như là họ sẽ cắt bài ra vậy ha, cắt bài ra nè. Mình phát thử cho tất cả mọi người xem là mình sẽ được chơi 6 nhà là mình sẽ được 3 tay 9 đây. Thì cái video bài Ấn Độ hôm nay thì mình thấy nó hơi phức tạp với một số anh em mà không hiểu về bài nha mọi người ha. Đây. Mình sẽ nói lại một lần nữa theo cách 6 nhà. Ha ha. À. Mọi người cứ nhìn đi, thí dụ như mình sẽ coi đây con già, đây con bòi đúng không? Mình sẽ gom qua đây. Gom qua đây là được 3 tay đúng không? À. Rồi ở đây á, là một con bòi nữa. Không, ở đây là một con mắt nè. Là con bòi, con mắt đúng không? Mình cần 8 rồi mà đẩy cái này ra. Mình sẽ gom 8 chót ha, người ha. Đó, thì mình sẽ xào giả vài cái mọi người ha. Xào giả vài cái. Đó, xào giả vài cái xong bỏ xuống. Đó, những anh em nào chơi chung thì họ cắt ra thôi. Thì mình sẽ lấy lại được 3 tay 9 nha mọi người ha. Đó, nói chung là cái này thì nó sẽ dễ hơn cái cách mà mình xào công thức hai lần hồi nãy nha mọi người ha. Mình sẽ thử lại một lần cuối nha mọi người ha. Mình sẽ thử lại một lần cuối nữa. Thì mọi người cứ gom 5 con bình thường đi, thí dụ là con 8 nè ha. À, con 8 mà con mắt nè ha. Rồi con tay là được 9 điểm đúng không? Tới cái này thì mình gom con 9 nè, con bòi nè ha. Đẩy đầm ra, gom đầm chót. Đó, vậy là mình sẽ được 9 điểm nha mọi người ha. Nè, mình xào những quân bài lên ha. Xào giả lên. Đó, tới chừng muốn người ta cắt bài thì mình sẽ bỏ xuống. Thì họ sẽ cắt ra vậy nè. Mình sẽ thử cho tất cả mọi người xem. Thì đánh 6 tụ mình sẽ được 3 tay 9 nha mọi người ha. Đó. Vậy 99 chứ. Mình nói 9, 3 tay 8 hay 99 thì nãy mình gom mình cũng không nhớ mấy. Nên đó là mọi người phải hiểu biết được một điều đó, đánh bài bên Ấn Độ nó rất là khó. Nên mình sẽ cố gắng mình chỉ làm những cái video này để cho mọi người xem thôi.
Chứ thật sự nếu mà mọi người có áp dụng được hay không thì thật mình cũng không biết nữa. Nói chung là chủ yếu là cho mọi người xem giải trí đi ha. Thì ai thấy video hay hãy để lại cho mình xin một like và đừng quên nhận xét, comment để tương tác kênh nha mọi người ha. Xin chào mọi người và hẹn gặp lại nha.